Samanta chakavale suata kachantu devata satthamang muni rajasa sunanto sakham kadang thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta Arahang sama samputho phakwa putang phakwantang afiwa demi Svakato Pakwata Thammo Thammang Namasami Subhatibando Pakwato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khối đảnh lễ Tăng Dương ở Đức Tam Bảo là Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác là Thầy của Chư Thiên và Nhân Loại. Giáo Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết có công năng hướng thượng. Những người có niềm tin thực hành theo chánh Pháp sẽ thành tựu an lạc ở đời. Chúng tinh văn đệ tử Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, trương chánh hạnh, là phước điều vô thượng ở đời. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thiên nam tín nữ có mặt trong lễ hội sáng hôm nay. Mong cho tất cả được sáng vui tiến hóa, tu hành tinh tấn, thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ, hôm nay ngày lễ Dương Y chùa Thái Hòa Định Quán, thông lệ hàng năm thì sư vẫn thuyết pháp ở đây, và năm nay cũng vậy. Mỗi lần mà đi dự lễ chỗ này chỗ kia, được gặp gỡ chư Phật tử đi đến chùa để tạo phước, sư cũng rất là hoan hỷ, cảm kích cái niềm tin của quý vị. Ở đây cái niềm tin đó và cái việc làm phước đó cần phải được ung đúc tinh thần thêm. Chúng ta nên hiểu rằng chúng ta đã trải qua cái vòng sanh tử luân hồi không biết bao nhiêu kiếp sống, không có khởi điểm. Vô thủy luân hồi này các tỳ kheo chính vì vô minh che lấp, cho nên chúng sanh phàm phu không hiểu được đã trải qua bao nhiêu cái nỗi khổ ải, phiền toái và hiểm nạn, thật là vừa đủ để nhàm chán cái kiếp luân hồi, thật là vừa đủ để giải thoát, thật là vừa đủ để từ bỏ. Thế nhưng trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, vì cái thời kỳ chúng ta đã cách xa thời của Đức Phật là trên 26 thế kỷ, là trên 2500 năm rồi, và do đó ánh sáng Phật Pháp, mặc dù kinh điển còn được ghi chép ở trong Tam Tạng, nhưng mà với cái thời kỳ hiện tại, cái trí tuệ của mỗi con người chúng ta nó quá kém cỏi, không đủ sức để hiểu được những Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy ở trong Tam Tạng kinh điển. Vì vậy cho nên
Chúng ta cứ mãi lăn trôi theo cái dòng sanh tử luân hồi này. Nếu có chăng đó, thì chúng ta còn có được cái niềm tin nơi Phật Pháp, chỉ mong tạo cái phước báo để hưởng được sự an lạc đời sau. Chứ chúng ta không có hiểu gì về cái cuộc sanh tử luân hồi khổ đau này. Cần phải có một cái ý chí, một cái lý tưởng giải thoát để chấm dứt cái sự khổ luân hồi. Chúng ta không nghĩ vậy. Cho nên ở đây thưa quý vị, sự tùy theo cái cơ tánh, cái căn cơ của mỗi người. Ở trong cái mùa dân y cái thí ná thì sư đi chỗ này chỗ kia, sư thuyết pháp cho quý vị cũng nhằm để sách tấn khích lệ cho quý vị cái chuyện là phước thôi. Nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu được cái hiệu năng của phước báo, và sau đó thì chúng ta mới hướng tâm đến cái mục đích giải thoát. Ở trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật Ngài có dạy rằng Chirapawa Sinh Purisang Durato Sotima Gatang Nyatimitta Suhachacha Afinandanti Asagatang. Khách lâu ngày tha hương, an ổn từ xa về, bà con và thân hữu hân hoan đón chào mừng. Ta thi quá. Các ta vui nhắn Api Asmaluka Parangatang Punyani Patikan Hanti Vijang Nhà từng quá A Katang. Cũng vậy, các phước nghiệp chờ đón người làm lành. Đời này đến đời sau như đón chào thân nhân. Quả thật vậy. Bây giờ chúng ta sống ở đây đó, nếu mà chúng ta chưa có nghĩ đến cái việc mà chúng ta giải thoát thôi, mà chúng ta chỉ nên biết rằng là chúng ta luôn luôn còn phải sanh tử luân hồi. Mà sau khi chúng ta bệnh chung ở cái thế giới này, từ bỏ cái thế giới này, Asvaloka, từ bỏ thế giới này, đi đến cái thế giới khác, Varangatang. Varangatang tức là đi đến cái thế giới khác. Yathakamangamu gamisanti. Chúng ta sẽ đi tùy theo cái nghiệp của mình. Nếu như chúng ta làm cái phước thiện bây giờ, thì sau khi chúng ta mệnh chung ở đây, thì cái phước nó chờ đợi, nó đón chúng ta cũng giống như là đón chúng ta đời sau, cũng giống như là cái người bà con thân hữu ở xa, ở quê nhà mà đón chào một đứa con tha phương lưu lạc trở về vậy đó. Nhưng nếu chúng ta ngay trong đời hiện tại không có làm các cái việc phước báo, mà chúng ta chỉ làm những cái điều tội lỗi ác quấy, thì cái nghiệp ác đó nó sẽ chờ đón chúng ta ở kiếp sau, cũng giống như là những cái ngục mà chuẩn bị tiếp nhận những tội nhân từ bên ngoài đưa vào. Bây giờ quý vị thấy hai hình ảnh đó,
Một là chúng ta đi đến chỗ đó, bà con thân hữu vui vẻ đón chào chúng ta. Cái đó là nó hạnh phúc hơn, hay là chúng ta bị một cái tội gì người ta bắt bớ từ đây, người ta áp giải đi đến chỗ cái nhà tù kia bằng cái xe bít bùng đó, thì ở đằng kia họ đã có sẵn tất cả những hồ sơ dữ liệu, tên tuổi của tội nhân này, và họ mở cửa để họ đón chiếc xe tù đó, và họ dẫn chúng ta xuống, và họ đem giam vào ở một chỗ họ hành hình y chang như vậy. Nghĩa là đời này chúng ta chết, chúng ta sẽ tái sanh ở cảnh giới khác. Nếu một người có làm phước thì tái sanh ở cảnh giới khác. Thí dụ như bây giờ chúng ta tái sanh lên cõi trời, thì chư thiên ở trên cõi trời đó, họ sẽ tụ họp lại để họ chào đón một thành viên mới ở trong cõi trời Đạo Lợi. Và cái phước báo của người đã làm trong hiện tại, nó sẽ hiện sẵn cái thiên cung ở trên cõi trời Đạo Lợi để chờ chúng ta đến. Cái đó là quan hỷ hơn. Còn hoặc là chúng ta có phước, chúng ta nhưng mà cái phước bình thường chúng ta không được sanh về cõi trời đi nữa, nhưng mà chúng ta sanh trở lại làm người mà có phước đó, khi mà chúng ta vừa nhập thai vào bụng mẹ thì ở trong một gia đình thượng lưu khá giả, người cha hay tin, người vợ có mang thai thì ông cha ông rất là mừng. Rồi bà con thân quyến biết được là có ở trong nhà, trong quyến thuộc có một, sắp có một thành viên mới chào đời, thì họ bắt đầu họ lo lắng chuẩn bị để họ đón chào đứa bé đó ra đời. Cái đó là chúng ta có phước. Như mở cõi trời đó, thưa quý vị, chư thiên họ chào đón một cái thành viên mới thì chào đón một cách hoan hỷ. Nhưng mà ở cõi người chúng ta, trừ ra là những chúng sanh có phước sanh vào trong gia đình quý tộc thượng lưu, vua chúa chẳng hạn, thì một đứa bé khi còn đang ở trong bụng mẹ là quý thuộc đã hoan hỷ rồi, đang chờ đợi nó ra đời, như thái tử Sịt Đạt Ta chẳng hạn, khi hoàng hậu Mahabaya mang thai ở trong bụng thì đức vua Suddhodana và cả quần thần đều có cái sự hân hoan chờ đợi. Và khi hay tin thái tử đã chào đời tại vườn Lumbini Lâm Tỳ Ni thì vua Suddhodana đã cho người đi đến, cho đoàn xa giá đi đến để rước về. Cái đó là trường hợp là có một người đại phước, người có phước. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta đó, khi chúng ta nghĩ đến cái cảnh đó đó, chúng ta có sự hoan hỷ trong cái việc làm phước. Chúng ta nghĩ rằng ngay trong kiếp sống hiện tại mình bất hạnh, mình sanh ở trong một gia đình nghèo khổ, cha mẹ không có thương xót, hay là chúng ta ở trong gia đình không phải là trí thức, hoặc là chúng ta ở trong gia đình
mà nó có nhiều cái sự nhiễu nhương, cha mẹ gây gổ với nhau, ly dị với nhau, chúng ta nghĩ đó chúng ta phải chán cái cuộc luân hồi. Nhưng mà chán là một lẽ, mà chúng ta có tâm hướng tìm đến cái sự giải thoát trong tương lai là một lẽ khác. Có những người họ cũng chán cuộc đời này, họ biết, họ cũng biết khổ, họ cũng biết họ bất hạnh, nhưng họ biết khổ biết bất hạnh, nhưng mà họ hoàn toàn là họ không có một cái khái niệm, một cái ý thức nào về cái con đường phải đi sao cho trong tương lai nó tốt đẹp. Họ không biết. Thế cho nên may mắn cho chúng ta là giờ này chúng ta đã gặp được Phật Pháp. Chúng ta có niềm tin, chúng ta biết đi chùa, biết tạo phước, hoan hỷ cho cái vị phước mình làm và hoan hỷ cho cái vị phước của người khác làm. Chúng ta còn may mắn là chúng ta biết giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói lời vô ích nhảm nhí. Chúng ta còn có một ý thức, nhưng mà bấy nhiêu đó chưa đủ. Bởi vì người ta nói việc ác dù làm ít nhưng mà nó cũng đã quá dư thừa. Còn cái việc thiện dù chúng ta đã làm nhiều năm nay nhưng mà vẫn còn thiếu, do đó cho nên chúng ta phải bổ túc thêm nữa. Khi mà chúng ta bổ túc thêm những cái việc thiện đó, thưa quý vị, là chúng ta sẽ thành tựu được cái phước báo to lớn. Nếu chúng ta muốn ở trong tương lai khi còn sanh tử luân hồi mà cái phước đó chờ đợi chúng ta ở phía trước, thì ở đây Đức Phật này dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nổi lên hay hành động, hạnh phúc sẽ, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Manupangama thamma manusatha manomaya manasache padutina pha sitiwa karotiwa tato nang dukkhaman veti chắc cần quá quá hà tô ba đằng. Nghiệp thiện quý vị, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Manupangama thamma manusatha manomaya manasache pasani na pha si pha sitiwa karotiwa tato nang sukhaman veti chaya wa anapayini. Chúng ta đừng nghĩ rằng là cái hành động chúng ta đã làm rồi, lời nói chúng ta đã thốt ra rồi, tư tưởng chúng ta đã suy nghĩ rồi thì nó sẽ trôi theo cái dòng nước hay là tan biến vào hư không, nó không còn nữa. Không phải vậy. Hành động tốt xấu, lời nói tốt xấu, tư tưởng tốt xấu, tất cả những cái đó chúng ta đã làm thì Chetana hăng phía cơ quê cầm ăn quà đam ý. Chính Chetana đó nó tác thành nghiệp, nó sẽ theo suốt chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi. Mà người nào có cái tâm thiện, làm việc lành, nói lời lành, ý suy nghĩ lành, thì cái pháp thiện đó nó sẽ sinh ra cái quả gì thục tốt trong tương lai. Là khi mà giờ phút lâm chung đó thì nó chờ đợi. Đây là cái câu chuyện mà được ghi ở trong kinh Pháp Cú. Thì Nam Thamika là một người có niềm tin đến Phật Pháp. Suốt đời của ông ta chỉ biết lo làm việc phước, cúng dường hộ độ Đức Phật và Chư Tăng. Và ông ta hướng dẫn cho gia đình quyến thuộc
mọi người trong gia đình đều biết làm phước, biết giữ giới và biết hành thiền trong những ngày bác quan trai. Trải qua một thời gian dài, đến khi mà già cả lớn tuổi rồi thì lúc mà ông ta bị bệnh, thấy sức khỏe của mình kém sắp qua đời, ông ta mới nói với con cháu đi đến chùa để thỉnh chư Tăng về nói pháp cho ông ta nghe. Khi mà chư Tăng đến, chư Tăng đang khi mà thuyết pháp cho ông ta nghe cái đoạn đó, thì lúc bây giờ ông ta nhìn thấy ở trên hư không á, các vị chư thiên, cõi trời tứ thiên vương, cõi trời Đao Lợi, cõi trời Đâu Xuất, cõi quá lạc thiên, tha quá tự tại, cõi Yama đem thiên xa đến mà rước ông ta. Thì lúc bây giờ Thamika mới nói rằng là khoan đã, chờ một chút. Lúc đó các vị thì kheo tưởng đâu là ông ta không muốn nghe kinh nữa, cho nên thôi các vị im lặng, các vị ra về. Thì khi mà chưa tiền cưu ra về hết, ông ta mở mắt ra, ông ta hỏi chưa Tăng đi đâu hết rồi. Cái con cháu mới trả lời hồi nãy cha nói, khoan đã, chờ một chút. Cho nên chưa Tăng tưởng là cha không có muốn nghe kinh đi về hết. Ông nói không phải, vì ta thấy các vị chư thiên họ đem thiên xa đến, họ rước ta đi. Mỗi một cõi như vậy đều có thiên xa, thì ta muốn nghe kinh, nghe pháp, cho nên ta kêu các vị chư thiên chờ đợi đó, nghe hết rồi hãy quyết định để chọn coi đi thiên xa cõi nào. Nói vậy thôi. Thì lúc bây giờ ông ta mệnh chung và ông ta sanh về cõi trời Đâu Xuất, Tusta. Thì các vị thì kheo trở về nhà Đức, trở về chùa Đức Phật mới hỏi tình trạng của ông Thiện Nam Thamika như thế nào. Thì các vị thì kheo mới thuật lại và cho biết rằng dường như là trong giờ phút lâm chung, ông gia chủ này không muốn nghe pháp. Đức Phật nói không phải, các ngươi chớ cái hiểu lầm. Vì khi đó thiên xa của các vị chư thiên ở các cõi trời xuống để rước đi, thì chúng ta nói khoan chờ đợi để nghe kinh xong đã. Bây giờ chúng ta chết, chúng ta sanh về cõi trời rồi. Quý vị thấy đó, một người mà làm phước dồi dào, làm phước thuần thục, làm phước viên mãn, thì trong cái giờ phút lâm chung tâm nó yên lặng, hoan hỷ, giống như là mình bỏ đi cái nhà cũ kỹ, cái nhà hư dột để mà đi tìm đến thay đổi cái nhà mới vậy đó. Không biết năm nay chúng tôi bị như thế nào, đi đến chùa nào thuyết pháp cũng hết biên. Còn cái chùa Kỳ Viên thuyết pháp thì lên trên tầng trên cái mi nó có bắt sóng, cho nên ngồi người ta thỉnh pháp từ phía không được, phải giờ xuống dưới tầng dưới. Và cứ mỗi lần mà thay đổi về thì quý vị thấy là cái cầu kỳ nó rườm rà. Thật sự ra đó, thì cái việc tu tập của chúng ta nó không có khó thưa quý vị. Chúng ta tạo phước không có khó. Chúng ta tạo phước là chúng ta nhờ cái gì? Chúng ta tu tập thiện pháp được là chúng ta nhờ ba cái yếu tố.
Thứ nhất là yếu tố niềm tin, sát tha. Thứ hai là cái yếu tố tinh tấn, nỗ lực cố gắng, không ngừng nghỉ. Và thứ ba là cái yếu tố trí tuệ. Nói về cái yếu tố niềm tin để mà tạo phước đó, thì sư nói cho quý vị nghe là lúc đó công chúa Supawasa là thân mẫu của ngài Sivali Supawasa. Phải chịu khổ mang hoài thai trong 7 năm 7 tháng 7 ngày mới sanh ra được vị hoàng tử Sivali Phò Mã Kuliya, và công chúa Supawasa hoan hỷ lắm, mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà để mà trai tăng suốt 7 ngày. Nhưng mà rồi đã có một thiện nam là người hộ độ cho tôn giả Mokkalana, tôn giả Mục Liên, đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng trai tăng 7 ngày sắp tới. Lúc bây giờ Đức Phật này bảo tôn giả Mục Liên, tôn giả Mokkalana: nay công chúa Supawasa vừa thoát khỏi sự hiểm nghèo, muốn làm phước cúng dường trai tăng 7 ngày. Mà bây giờ ông thị nam hầu cận của ngươi đó đã thỉnh làm phước, bây giờ ngươi thử điều đình nhờ ông thị nam đó, ông dương lại cho công chúa Supawasa làm phước trước. Ngài Mục Liên ngài mới đi đến nhà của ông thị nam hộ độ ngài Upathaka mới điều đình. Thị nam nói: bạch ngài, con dường thì cũng được đó, nhưng mà bây giờ ngài phải bảo đảm cho con ba điều. Thứ nhất là trong thời gian 7 ngày này tài sản của con vẫn còn nguyên vẹn, không có khánh kiệt. Thứ hai là ngài hãy bảo đảm cho con là con sẽ sống qua tới 7 ngày để con chờ đợi con làm phước. Và thứ ba là ngài bảo đảm cho con là trong 7 ngày này con không mất niềm tin. Ngài Mokkalana ngài là vị có thần thông mà. Ngài suy xét xong ngài nói: ta bảo đảm hai điều thôi. Tức là ta bảo đảm với ngươi rằng trong suốt thời gian 7 ngày này tài sản còn nguyên vẹn, không mất mát đâu. Thứ hai là ta bảo đảm là cái thọ mạng của ngươi là trong 7 ngày này không có chết bất ngờ. Nhưng mà về niềm tin thì ngươi phải tự giữ lấy. Thì thị nam ông quan hỷ quá, ông nói: bạch ngài, nếu ngài bảo đảm qua hai điều kia thì điều thứ ba niềm tin con sẽ giữ. Ông ta giữ được cái niềm tin, chờ cho đến hết 7 ngày công chúa Supawasa làm phước xong rồi tới phía ông á, thì ông ta làm lễ trai tăng cúng dường trong 7 ngày quan hỷ. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cái yếu tố niềm tin là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Mặc dù trong Phật giáo của chúng ta không đặt nặng về cái vấn đề niềm tin suông. Phật giáo không phải là một tôn giáo chỉ có cái tín ngưỡng. Mà cái niềm tin ở trong Phật giáo, cái niềm tin đó nó giống như là cái ngọn hải đăng ở trên bờ biển để giúp cho chúng ta nhắm cái hướng đó mà chúng ta đi thôi. Thế cho nên khi mà chúng ta đi vào trong Phật Pháp á, trước tiên là chúng ta phải giữ cái niềm tin nơi Tam Bảo. Chúng ta tin tưởng Đức Phật là tin tưởng là một bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp để giác ngộ. Không phải là chúng ta có niềm tin đến Đức Phật như là một vị thần linh thượng đế để ban phước tha tội cho chúng ta hay cứu rỗi chúng ta. Ai nghĩ rằng là
Niệm Phật để được Phật cứu rỗi linh hồn giờ phút lâm chung, cái đó là sai hoàn toàn. Đức Phật Ngài không có cứu rỗi ai hết. Ngài chỉ cho con đường để đi đến cõi trời, đi có đường đi đến Niết Bàn. Mình nương theo đó mà đi, thực hành cái thiện pháp để mà sanh về cõi trời, sanh cõi người là do tự mình. Mình phải có niềm tin đến Đức Phật. Đức Phật là tuyên bố rằng Akhataro Tathagata Tumhehi Kichan Atapang, Như Lai là người chỉ cái con đường, còn sự nỗ lực đi là phải do nơi các ngươi, phải do tự các ngươi nỗ lực. Cho nên hàng ngày đó, là một người xuất gia hay người tại gia, chúng ta phải có những cái tâm niệm để mà chúng ta giữ vững được niềm tin nơi Tam Bảo. Cái niềm tin đó cần thiết lắm thưa quý vị. Chúng ta giữ vững cái niềm tin nơi Đức Phật giống như là những người đi đến tại cái bờ sông, không ai dám lội qua bên kia sông vì không biết ở dưới có cá dữ hay là có nước xoáy hay không. Người ta sợ quá, người ta còn đứng lần ngần đó. Đứng tần ngần đó thì có một người họ mạnh dạn can đảm, họ lội qua bờ kia an toàn. Thì những người này noi theo đông người đi trước, và họ đặt cái niềm tin rằng cái dừng khúc sông này đã hồi nãy đã có người lội qua được an toàn, ta hãy đi theo cái dấu vết đó. Thì chúng ta nương theo Đức Phật cũng y chang như vậy. Cái thứ nhất, cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải có cái sự nỗ lực tinh tấn. Chúng ta đi vào ở trong giáo pháp này mà chúng ta không có sự tinh tấn nỗ lực cá nhân đó là chúng ta không làm gì được. Đức Phật Ngài cho chúng ta một cây đuốc, Ngài mồi cho chúng ta, Ngài mồi lửa cho chúng ta đốt cây đuốc đó. Chúng ta phải cầm cây đuốc đó tự mình xô đường mà đi, tự mình xô đường mà đi. Cây đuốc tuệ đó là trí, là giáo pháp, lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nương vào cái lời dạy đó mà chúng ta đi. Chúng ta phải tự mình nương tựa chính mình. Atahi atano natho ko natho borisya atana wa sudante na na thăng lapati đun là phăng. Tự mình là chỗ nương tựa cho chính mình, không ai là chỗ nương tựa cho mình được cả. Tự mình khéo điều phục, mình sẽ đạt được cái chỗ nương vốn khó đạt. Cái chỗ nương đó tức là đạo quả, giải thoát. Cái đó là cứu tinh của mình. Ở đây Đức Phật Ngài dạy Du và chát sát sát tăng chi vê Cú si tô hi nã vi ri vô Ê ca hàng chi vê tăng xe vô Vi ri dân a ra phật tô đa la hàng. Dù sống cả trăm năm biến nhát không chuyên cần, sống một ngày tốt hơn vì tinh tấn tận sức mình. Khi mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tinh tấn là chúng ta đạt được tất cả. Còn khi mà chúng ta không có sự tinh tấn, chúng ta biến nhát thì chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả gì hết. Mâm cỗ được dọn lên bàn, chúng ta hãy ngồi lại để mà chúng ta tự gấp, tự múc thức ăn mà chúng ta ăn. Chúng ta thưởng thức cái món ăn đó, chúng ta sẽ no, sẽ sống còn. Bây giờ chúng ta chỉ ngồi thừ ra đó, và chúng ta mong rằng những người khác sẽ đút cho mình ăn. Cái điều đó không có rồi.
hay là chúng ta ngồi đó mà chúng ta chỉ tưởng tượng, chúng ta mơ ước cho mình được no thì sẽ không no được rồi. Chúng ta đi vào trong giáo pháp cũng vậy. Thiện pháp là chúng ta phải làm, nhưng mà thiện pháp đó chính cho mình làm, thầy và bạn chỉ là người hỗ trợ cho chúng ta, để khích lệ cho chúng ta đi làm cái thiện pháp đó thôi. Chứ ông thầy không có tu dùm cho mình, bạn không có tu dùm cho mình. Đa phần bây giờ đó thưa quý vị, thế tội nghiệp lắm. Tức là cả dù họ không có, ít có ai tu tập lắm. Có một người ở trong gia đình, vào cái mùa tháng giêng, tháng 4 hay tháng 7, tháng 10, thượng quân, trung quân, hạ quân, người đó họ bỏ tiền ra trong cái phong bì, họ chịu khó họ đánh máy, họ in ra một cái danh sách cầu an cho quyến thuộc, một cái danh sách khác là cầu siêu cho quyến thuộc, tên vậy tên vậy tên vậy. Họ nghĩ rằng là một người đi làm phước đọc tên như vậy đó thì tất cả mọi người kia đều được an lành, tất cả mọi người quyến thuộc đều được siêu độ. Suy nghĩ như vậy nó quá cạn đi thưa quý vị. Người Phật tử chúng ta suy nghĩ vậy. Người Phật tử chúng ta phải biết rằng tự mình làm chỗ nương cho mình. Bây giờ mình còn sống thì mình ráng tinh tấn nỗ lực để chúng ta làm thiện pháp. Chúng ta tu tập bố thí, tu tập giữ giới, chúng ta tu tập thiền định, sila phavana, sila maya punyakariyavathu, là chúng ta tạo phước bằng cách là chúng ta bố thí. Sila maya punyakariyavathu là tạo phước bằng cách giữ giới. Phavana maya punyakariyavathu là chúng ta làm phước bằng cách là chúng ta tu thiền. Tự mình tinh tấn nỗ lực làm như vậy đó thì thưa quý vị, dầu cho khi chúng ta bệnh chung rồi, bà con không ai làm phước để hồi hướng cho mình, không sao cả. Dầu không có ai thỉnh tăng về tụng kinh, không sao hết. Tự do cái phước mình là mình đã sanh về cõi trời chư thiên, thân hữu, bè bạn, quý thuộc chư thiên họ sẽ chờ đón chúng ta ở trên đó. Yên tâm đi. Còn bây giờ chúng ta không làm gì cả, chúng ta thấy người ta đi làm phước cái mình nói ghi tên tôi vô trong đó một cái, lên trển để đi vào chùa để người ta tụng kinh cầu an, người ta đọc cái tên tôi lên. Thưa quý vị, cái chuyện đó làm gì mà thấu đến được? Nếu chúng ta không biết tùy hỷ, chúng ta không biết tùy hỷ làm sao được. Do đó cho nên một điều mà sư cứ nhắc đi nhắc lại cho quý Phật tử chúng ta là đã có niềm tin rồi thì bây giờ chúng ta tinh tấn, chúng ta tạo phước, tinh tấn tu tập. Nếu người cư sĩ thì tinh tấn tạo phước bằng cách là chúng ta bố thí hay chúng ta giữ giới. Còn như đối với bậc xuất gia, như các sư cô hay các tôn nữ, chúng ta xuất gia chúng ta không có tiện đi làm phước bố thí từ thiện, hay là chúng ta không có nhiều tiền để mà chúng ta đi làm phước, thì thôi bây giờ chúng ta tạo phước một cách là giữ giới cho nó trọn vẹn, cho nó trong sạch thanh tịnh, và đồng thời hàng ngày chúng ta phải tu tập thiền định. Chúng ta phải có cái pháp môn tu tập thiền định. Chúng ta thì giờ chúng ta trống quá, bậc xuất gia chúng ta trống thời gian lắm. Chúng ta đâu có làm nghề nghiệp gì mà phải bận rộn lo cái ăn cái mặc, cơm áo gạo tiền thì chúng ta khỏi cần lo, bậc xuất gia khỏi cần lo. Thế là bây giờ thì giờ trống, chúng ta nằm, ngồi hay đi hay đứng, chúng ta đều có cái tâm niệm suy xét rằng các pháp hữu vi là vô thường, sabbe sankhara anicca, cứ niệm câu niệm hoài, hay là sabbe sankhara dukkha, các pháp hữu vi là khổ,
chúng ta cứ niệm hoài như vậy. Sabbethammanatta, các pháp là vô ngã, chúng ta cứ nhớ hoài như vậy. Thì thứ 13 cái pháp tùy quán đó là bậc xuất gia chúng ta đã tạo phước nhiều lắm rồi, tạo phước trí. Chúng ta nhớ vậy đủ rồi. Còn người cư sĩ thì do lo bận rộn cơm áo gạo tiền ở bên ngoài, cho nên chúng ta không có thời giờ để cho người ta hành thiền, cái tâm nó còn động quá đi. Thôi thì bây giờ chúng ta làm phước cách khác, là hãy làm được 10 đồng, chúng ta bỏ 1 đồng ra để chúng ta đi làm phước. Hay là đời sống người cư sĩ chúng ta có 5 giới thôi, chúng ta giữ được 5 giới. Sáng ngày thức dậy, trước khi ra khỏi nhà hay trước khi đi làm, chúng ta khởi lên cái tâm suy nghĩ nè: con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con nguyện giữ giới, trong ngày hôm nay con nguyện giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu. Hết ngày này, cái qua ngày khác nguyện lại. Như vậy là gọi là Chetana Silan, tức là giới do cái sự cố ý gìn giữ. Một người nhà giàu, họ không cần phải đi chợ, có người đi chợ giùm. Họ không sát sanh bởi vì có người giết để mà làm thức ăn cho họ rồi, cho nên họ không được gọi là người giữ giới. Nhưng mà người, một người nghèo, nhưng mà chúng ta có tác ý, chúng ta nghĩ là con nguyện không sát sanh, thì đó là chúng ta giữ giới. Chúng ta tính tấn nỗ lực như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta cố gắng. Còn cái yếu tố thứ ba để giúp cho chúng ta làm thiện đó, yếu tố này cực kỳ quan trọng, đó là trí tuệ. Ngoài cái yếu tố niềm tin, ngoài yếu tố tinh tấn ra, còn cái yếu tố trí tuệ không kém phần quan trọng, quý vị nhớ. Có niềm tin mà không có trí tuệ đó, niềm tin đó mù quáng. Chúng ta tin sai mà chúng ta không biết, hoặc là chúng ta nghe ai nói chuyện, nói bậy, nói bạ, nói sai lời Phật dạy, mà người ta vẫn tuyên bố rằng đây là lời Đức Phật, thì chúng ta nghe, chúng ta không chịu so sánh với kinh đối chiếu với luật, chúng ta nghe, chúng ta tin, tưởng như vậy là đúng. Cho nên cái đức tin phải có trí tuệ. Cái sự tinh tấn cũng vậy, cũng nhờ cái yếu tố trí tuệ chúng ta mới tinh tấn theo chánh đạo được, theo trung đạo được. Còn tối ngày chúng ta siêng, tưởng siêng cái gì? Siêng nghĩa là chúng ta quỳ, chúng ta lại tám phương, bốn phương tám hướng lại hoài, hoặc là một ngày chúng ta lại đến 108 lại hoặc 500 lại, lại càng nhiều càng tốt. Cái đó là sai rồi. Tinh tấn kiểu đó là tinh tấn không có trí tuệ. Bởi vì lại như vậy đó, nó không có đoạn trừ tham sân si. Người Phật tử chúng ta phải có cái sự tinh tấn khác, mà tinh tấn nó phải dùng trí tuệ. Như thế nào? Tâm chúng ta tinh tấn ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa có, đừng để cho nó sinh khởi, gọi là chánh tinh tấn. Chúng ta tinh tấn nỗ lực, khi mà ác bất thiện pháp nó vừa sanh, chúng ta cố gắng chúng ta đoạn trừ nó đi, thì như vậy đó là tinh tấn theo chánh tinh tấn. Những thiện pháp nào chưa có, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập cho có. Như là bố thí trì giới mình chưa làm, bây giờ mình làm, thì như vậy gọi là chánh tinh tấn. Những thiện pháp nào đã có rồi, như chúng ta đã từng bố thí, đã từng trì giới, đã từng tu thiền, bây giờ chúng ta phải duy trì cái thiện pháp đó, đừng để cho mất. Và chúng ta phát triển những cái thiện pháp đó cho nó lâu bền, cho nó còn hoài, cho đến khi chúng ta chết. Thì như vậy là nhờ có cái trí tuệ mà chúng ta mới có được chánh tinh tấn. Thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần, tứ chánh cần. Nhưng mà chưa hết, cái trí tuệ của chúng ta đó, khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới đạt được cái gọi là kosala, tức là cái sự thiện xảo trong cái việc tu tập.
Quý vị biết Kosala, Ajat Kosala, tức là chúng ta có trí tuệ, chúng ta thị xảo, chúng ta biết được cái điều nào là tốt đẹp, cái điều nào là lợi ích để chúng ta thực hành. Nhưng mà chưa đủ. Ajat Kosala là thị xảo về cái sự thất bại. Chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết rõ, cũng đồng thời tu tập. Nhưng mà hễ chúng ta tu tập kiểu này đó, chúng ta biết tu tập kiểu này là theo tà đạo. Cái nào mà theo tà đạo thì chúng ta bỏ. Thì như vậy chúng ta phải biết rõ. Chẳng những chánh đạo chúng ta phải biết rõ, mà tà đạo chúng ta cũng phải biết luôn, để chúng ta tránh, chúng ta đừng đi đường đó. Rồi Ubaya Kosala, tức là chúng ta thị xảo phương tiện, là chúng ta phải biết những cái thiện pháp này là tăng ích, là đem đến lợi ích. Nhưng mà bây giờ muốn thực hành cái thiện pháp đó thì mình phải làm cái gì? Là phải biết cái phương tiện. Rồi khi mà mình biết được cái sự thấu thức nó là nguy hiểm, mà bây giờ chúng ta dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy sanh khởi, chúng ta phải biết rõ cái phương pháp để chúng ta đoạn trừ cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Chúng ta phải biết rõ cách đó. Người Phật tử nghe pháp không chịu lắng nghe, không chịu hiểu, đến chừng cái lúc ở nhà đó có cái chuyện hữu sự gì đó, bệnh hoạn, bây giờ mới bắt đầu gọi điện về chùa để hỏi thăm sư coi cái bây giờ có trường hợp đó, bây giờ có phải tu tập thế nào, phải niệm như thế nào, chứ vậy thì chúng ta nghe pháp chúng ta hiểu rồi, chúng ta cố gắng chúng ta làm theo đó. Bây giờ nếu giả sử bây giờ sư bắt đầu từ khi mà trưởng thành tới bây giờ, thầy của sư chết rồi, viên tịch rồi, thì bây giờ thưa quý vị là sư phải tự hiểu và tự nương chính mình. Bây giờ nằm bệnh nằm ở đó, phải tự mình dùng trí tuệ để mà suy nghĩ coi bây giờ mình đang nằm đây mình phải suy niệm cái gì, phải an trú cái pháp gì, chứ đi hỏi ai bây giờ? Ẩm lẽ hỏi đệ tử, ẩm lẽ hỏi mấy thị nam tín nữ, coi bây giờ sư sắp lâm chung sư niệm cái gì đây, cái chuyện vô lý. Còn các Phật tử chúng ta cũng vậy, khi mà nghe pháp cố gắng học hỏi, cố gắng nhớ, giờ phút lâm chung chúng ta nằm đó, chúng ta cứ an trú trong cái pháp đó, trong cái chánh niệm, trong cái tỉnh giác đó là được rồi. Cho nên ở đây đó, cái trí tuệ mà chúng ta nói đến cái yếu tố thứ ba là cái đó là cái chánh tri kiến, cái chánh kiến samadhi. Mà trong cái samadhi đó, quý vị nhớ tóm tắt thì sư sáu điều thôi. Thứ nhất, người có chánh kiến là người như thế nào? Biết được pháp thiện, căn thiện, gọi là có chánh kiến. Biết được pháp thiện như là mình biết được thân là làm thiện, khẩu nói là thiện, ý suy nghĩ thiện. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn sái dơ, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói quýt, không tham ác, không sân ác, không tà kế ác. Như vậy gọi là pháp thiện. Nhưng mà căn thiện, cái gốc của phát thiện chỉ có vô tha, vô sân, vô si đủ rồi. Đó là có chánh kiến. Lại nữa, cái người có chánh kiến là cái người biết được pháp bất thiện là gì, căn bất thiện là gì. Pháp bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói quýt, ý tham ác, sân ác, tà kiến ác. Đó là pháp bất thiện. Còn căn bất thiện là tham, sân, si. Chúng ta nhớ vậy gọi chánh kiến.
Còn trong tất cả các pháp, chúng ta nhớ bốn điều. Một là cái thực tính của cái pháp ấy. Hai là chúng ta biết nhân sanh khởi hay là tập khởi của cái pháp ấy. Ba là chúng ta biết cái sự đoạn diệt của pháp ấy là gì. Thứ tư là chúng ta biết con đường đưa đến sự đoạn diệt pháp ấy là gì. Thí dụ bây giờ người Phật tử chúng ta bị khổ, chúng ta biết rõ sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn mà không được toại nguyện là khổ, nói tóm lại thân ngũ thủ quân là khổ. Biết sự khổ đó là chánh kiến, biết tập khởi của sự khổ tức là nhân sinh khổ, biết ái tham là nhân sinh khổ, sự diệt khổ, biết sự diệt khổ là biết như thế nào, tức là chúng ta biết khi nào mà tận diệt được ái tham, đoạn diệt ly tham, tiêu diệt hoàn toàn các khắc ái không còn dư tàn, tức là niết bàn đấy, thì như vậy là đoạn diệt khổ. Rồi chúng ta biết rõ con đường đến sự đoạn diệt khổ tức là bát chánh đạo, tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì như vậy đó là con đường đưa đến sự diệt khổ. Chúng ta biết qua ba khía cạnh đó, nó cũng giống như cái thí dụ như thế này. Chúng ta phải biết rõ triệu chứng của bệnh, chúng ta phải biết rõ nguyên nhân phát sinh ra bệnh, chúng ta phải biết rõ cho đến tình trạng gì gọi là hết bệnh, chúng ta phải biết rõ, và cái phương pháp trị liệu uống loại thuốc gì, chúng ta phải biết rõ. Người đó mới được gọi là người hiểu biết về y học, hiểu biết y học để trị bệnh. Còn khi mà chúng ta nó hơi bị râm ran, bị đau bụng, cái mình không biết cái trạng thái đau bụng lại do cái gì, mới biết nhiều khi tự nhiên cái sự đau ở sườn sườn, thở khó, sáng thức dậy thở khó, cái người này người kia cứ nói đau thần kinh liên sườn, sẽ không tin, sẽ ngồi xuống suy nghĩ cái này là bị ảnh hưởng cái bộ tiêu hóa rồi, do bộ tiêu hóa, bởi bao tử. Mà thiệt bệnh người ta nói thần kinh liên sườn, nhưng mà mình liên tục mình uống thuốc để mà trị bao tử đó, cho ổn định bao tử, tiêu hóa cho nó đàng hoàng là hết, nó hết đau. Cái gì biết gì, tức là mình tu tập mình cũng phải biết cách, tức là khởi lên cái phiền não đó, mình nhận thức được cái phiền não đó như vậy là cái phiền não gì, là tham, là sân, là si, là mạn nghi, tà kiến, cái gì đó. Nhưng mà mình phải biết rõ nhân nào mới sanh lên như vậy. Bây giờ tâm sân sanh khởi, sân nó có nhiều thứ, tâm mình nó bực bội, nó khó chịu, mình đừng có hỏi tại sao mà sân vô cớ. Tùy sân đã khởi lên, nguyên nhân có thể là do vì thân chúng ta đau bệnh cho nên cái tâm nó khó chịu. Hai là sân tật, sân nó khởi lên do mình có cái sự ganh tị với ai đó cái việc gì, mình ghen ghét với ai đó cái việc gì, thì mình nhớ mình diệt, mình đừng diệt sân, mình diệt cái tâm ganh tị đó tự nhiên hết sân. Mình ganh tị do cái tâm mình bỏng sẻn keo kiết, mình lo mình chấp giữ tài sản, thì cái đó là sân, sân lận Machariya. Chúng ta phải trị ngay, chúng ta phải xả tài ra, thì tự nhiên tâm cái sự khó chịu do cái tâm bỏng sẻn nó hết liền. Còn cái tâm hối khúc cô chá, khi mà tâm sân nó khó chịu, chúng ta phải tự nghĩ rằng mình có cái chuyện gì mình ân hận không. À nhớ rồi, mình có cái chuyện ngày hôm qua hôm kia mình lỡ mình mắng chửi người này người kia cho nên tâm mình hối hận khó chịu, thôi giờ đi xin lỗi người ta để cho tâm nhẹ nhàng là tự nhiên hết, nó hết buồn bực, nó hết khó chịu. Cái đó nó cái cách đó vậy thưa quý vị. Cho nên xin nói thật quý vị là Nguyễn Du, cụ Nguyễn Du nói cái câu, cụ Nguyễn Du nói cái câu nghề chơi còn lắm công phu, hú hồ gì là mình tu tập thì công phu ghê lắm thưa quý vị. Tức là mấy cái đó là chúng ta phải kinh nghiệm siêu máu mới được.
Cho nên các Phật tử chúng ta phải nhớ như thế này: yếu tố cần thiết để chúng ta tu tập thiện pháp, tức là phải có yếu tố niềm tin, yếu tố tinh tấn và yếu tố trí tuệ. Có trí tuệ thì mới có chánh tín, có trí tuệ mới có chánh tinh tấn, có trí tuệ thì mới có chánh kiến. Lại nữa, tu tập thiện pháp để làm gì? Bởi vì thiện pháp ngay trong hiện tại chúng ta được an vui, và sau khi chết chúng ta sanh về cảnh giới khác được an vui. Và chính những cái thiện pháp này giúp cho chúng ta đắc đạo quả niết bàn, được an vui giải thoát. Cho nên thiện pháp chúng ta rất cần. Nên nhớ, chúng ta làm thiện thì cái quả thiện đó, cái quả phước đó, nó chờ đón chúng ta ở tương lai. Cũng giống như là bà con thân hữu mà hân hoan đón chào mừng một đứa con lưu lạc lâu ngày tha hương vậy đó. Những cái phước báo mà chúng ta đã làm, bây giờ chúng ta làm phước ở đây thì ở trên thiên cung đã có sẵn, trên cổ trời có sẵn thiên cung chờ đợi chúng ta rồi. Cho nên quý vị nên quan hỷ như vậy. Thì thời pháp hôm nay sư trình bày với bao nhiêu ý nghĩa đó, mong rằng thời pháp sẽ đem lại cho quý vị một sự quan hỷ và cái sự hiểu biết về cái con đường thiện pháp mà chúng ta phải tu tập. Trước khi dứt lời, xin hồi hướng phước đến chư thiên, đức đề đến thích tứ đại thiên vương, xin các ngài tùy hỷ hộ trì cho chánh pháp được bền lâu. Và xin kính chúc quý vị tu nữ, quý Phật tử chúng ta một mùa Ca Thi Đá được thành tựu viên mãn công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.